Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Giờ này là buổi trưa và hôm nay thì mình nấu món ăn Việt Nam cho gia đình ăn. Đó là món gà kho gừng, salad, giá xào thịt băm. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời mọi người cùng ăn cơm trưa với gia đình mình ha. Xin chào cả nhà. Xin chào buổi trưa. Hôm nay thì nhà mình ăn cơm với lại gà kho gừng và giá đỗ xào với lại thịt bằm. Thì giá đỗ này hôm trước mình làm đó. Và ngày mai thì nhà mình đi chơi rồi cho nên là hôm nay là trong tủ lạnh có cái gì mình lấy ra mình làm hết. Còn đây là cái giá đỗ thơm mà mình hái trong vườn nè. Rất là ngon. Hast du alles in deinem Teller? Nein, aber falls. Ja, ich hab nur einen Teller. Okay. Hast du rein? Hey. Keine Dorf Platte. Mỗi khi mà làm món gà kho gừng có nhiều xương thì thường là mình hay gỡ xương cho Châu, rồi mình gỡ xương cho ông xã mình. Còn Kevin thì thường là tự gỡ. Nhưng mà ông xã mình thì lại không có thích mấy cái món mà có xương nhiều đó. Cho nên là ví dụ như là kho gà, anh thích là kho cái ức gà. Nhưng mà mình thấy là kho ức gà thì nó lại không có ngon. Cho nên là mình hay kho đùi gà đó. Thì kho xong rồi mình hay gỡ xương cho anh luôn. Có nhiều bạn góp ý với mình là khi mà quay cảnh ăn uống đó thì không có nên quay trực diện mà để camera xa xa và quay cả gia đình và không có tương tác với camera nhiều để mọi người được ăn uống tự nhiên. Thì hôm nay mình đã làm cái bàn ăn nhỏ lại và mình đặt camera một chỗ để mọi người ngồi xung quanh bàn thì mình quay như thế này thì thấy tất cả mọi người mà không có bị ngồi trực diện với camera đó. Và cái bàn ăn cơm của mình thì bình thường nó rất là lớn nhưng mà người ta thiết kế là làm mình có thể làm nhỏ được, mình có thể là kéo lớn ra được. Nó có một cái miếng gỗ ở giữa đó, khi mà mình muốn làm cái bàn nhỏ lại mình chỉ cần rút cái miếng gỗ ở giữa ra thì mình sẽ đẩy cái bàn lại thành cái bàn nhỏ, bàn tròn như thế này. Hoặc là khi mà đông khách, ví dụ như là nhà có khách đó, thì mình sẽ lắp cái miếng gỗ đó vào thì cái bàn nó sẽ rộng ra. Kéo cái bàn nhỏ lại như thế này thì nó cũng khá là chật chội khi mà mình để nhiều đồ ăn đó. Nhưng mà nếu mà để cái bàn dài đó thì ngồi là quay không có hết được 4 người. Còn nếu như mà ngồi 4 người một bên để quay thì là khá chật chội cho nên là ăn uống của nó cũng không có thoải mái. Mình kêu Kevin thử ăn món giá xào thịt bằm thì Kevin khen ngon. Im Hintergrund von niemand, weißt du, das sieht man immer im Essen, den Schatten von niemand mit der Sonne echt da, weißt du? Ja. Dann haben die gefragt, ob das dein Schatten war schon. Ngày mai cả nhà mình đi chơi rồi cho nên là hôm nay thì hai con mình rất là hào hứng. Còn mình thì vẫn chưa sắp xếp cái gì hết, vẫn chưa xếp hành lý, vẫn chưa chuẩn bị bất cứ một cái gì để ngày mai đi chơi hết. Thì đi chơi cũng ở trong nước Đức thôi cho nên là mình cũng không có lo lắng. Tụi mình tự lái xe đi cho nên là nếu mà có thiếu cái gì, cần cái gì thì cũng có thể là mua ở cái nơi mà mình đến du lịch cho nên là cũng không có sao. Món salad hôm nay mình làm từ cà rốt, dưa leo, rồi salad lá. Đó, trong tủ lạnh mình có cái gì thì mình gom ra hết. Bởi vì mình nghĩ là đi một tuần thì mình để nó cũng hư đó. Cho nên là mình cũng không có, hôm qua mình cũng không có đi chợ. Bình thường thì hay đi chợ thứ bảy để mua nhiều đồ ăn. Nhưng mà hôm qua thì mình cũng không có mua cái gì nữa. Kevin và Joe rất là thích đi du lịch ở nước ngoài, nhưng mà do là năm nay vẫn còn dịch corona cho nên là nhà mình quyết định là chỉ đi trong nước thôi. Thì khi nào mà hết dịch corona đó thì đầu tiên là nhà mình sẽ về Việt Nam,
Rồi sau đó thì sẽ tính sau nếu mà muốn đi nước nào đó thì sẽ đi sau. Hôm nay do mình bận cho nên là mình không có kịp dịch tiếng Việt trực tiếp ở trong cái video này. Nhưng mà mình sẽ làm dịch sub khi mà mình đã tải cái video này lên YouTube. Thì nếu như mà bạn nào xem video này thì có thể là sau 1-2 ngày khi mà tải lên đó, thì mình sẽ làm dịch sub ở trực tiếp ở trong YouTube. Thì nếu như mà bạn nào xem đó thì có thể bấm vào chữ CC để đọc tiếng Việt. Xem là gia đình mình nói chuyện gì ha. Kannst du da machen? Das Laufband, alles. Was? Ja. Cool. Aber ich habe gar keinen Bock, dass da voll viele Leute sind. Cái điện thoại của mình đang quay thì nó đầy dung lượng cho nên là nó tự tắt, mà mình cũng không hay là nó tự tắt từ lúc nào luôn. Đến lúc Joe nói là điện thoại tắt rồi thì mình mới lấy cái điện thoại của ông xã mình và quay tiếp. Thì quay xong thì mình thấy là cái ánh sáng điện thoại ông xã mình thì quay rất là sáng, còn khi mà quay cái điện thoại của mình thì nó khá là tối. Cái nhà mình đang ghẹo là Chô nổi mụn đầy mặt. Chô thì rất là sợ nổi mụn. Mà bây giờ thì Chô bắt đầu tới tuổi dậy thì đó, cho nên là mình thấy mụn li ti nổi khắp nơi, nổi trên mũi, rồi nổi trên trán. Đó, rồi Chô rất là sợ. Chô kêu là mẹ phải mua cho con cái kem trị mụn giống như là hồi trước trị mụn cho anh Kevin rồi đó. Tại vì hồi trước thì Kevin cũng nổi mụn rất là nhiều, nhưng mà qua thời gian trị mụn thì bây giờ là Kevin hết nổi mụn rồi. Wer von euch kann die meisten Worte hier rausholen? Salat. Salat, das gibt's auch. Ja, okay, eins. Ihr habt Coca auch noch. Coca, zwei. Ich habe jetzt aber schon. Ich mach Coca. Ich mach Coca. K oder Ga? Ga. Diga. Titka. Titka. Was heißt Titka? Fleisch. Titka ist Fleisch und Konga ist ganzer Huhn. Sau vài ngày anh đi học tiếng Việt và anh đi nói được khá nhiều từ tiếng Việt, thì khi mà mình nói với các con đó thì các con lại cảm thấy hào hứng và muốn học tiếng Việt tiếp. Thì hôm nay sau khi ăn cơm, mình nói với ba người là bây giờ ai có thể nói được nhiều từ tiếng Việt nhất về những cái đồ đạc ở trên bàn ăn này. Ăn. Okay, sagst du mal, wenn du Cola trinken möchtest? Konnte Cola? Konnte und Cola. Ja. Gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Und du? Hä? Konnte Bier. Bier. Aber du bist doch kein Korn. Ach so. Deutlich. Bier. Ja. Was noch könnt ihr sagen hier? Cái gì đây? Cái này là rau sống. Rau sống oder rau thơm. Rau thơm is Kräuter. Kräuter. This is thơm is gut riechen. Yeah. Rau thơm is Kräuter. Rau sống kann man auch nennen, aber rau sống zum Beispiel Salat nennt man auch rau sống, okay. Wenn zusammen. Und das ist Cơm. Con gà. Thịt gà. Ach so, con gà ist das Tier. Genau, also, wenn es genau. Lebt. Con gà ist Tier. Und thịt gà ist ein Fleisch. Zum Beispiel thịt heo. Tiếng Việt thì mình thấy khó nhất ở cái chỗ đại từ nhân xưng, bởi vì có quá là nhiều cái cách xưng hô khác nhau. Ví dụ như là tiếng Đức thì khi mà sử dụng cái đại từ là tôi đi, hay cho bản thân mình thì chỉ có một từ ít thôi. Tiếng Việt thì có tùy theo giống như là ông, bà, cô, chú, bác, con. Rồi những cái từ đó thì sử dụng cho chính bản thân mình rồi lại sử dụng cho cả người đối diện nữa, cho nên là rất là khó khi mà người nước ngoài học. Okay, sagt man jeder, wer kann dann besser aussprechen? Also Kevin hat besser aussprechen. Sprache, das heißt Aussprache, wenn du jetzt über die Man muss aber Deutsch sprechen. Scheiße, aber egal, wenn du denkst, aber dein... Konnten die...
Contentment Joe. Ja, Andy. Und dann Germany. Ja. Andy, Germany. Còn bao nhiêu tuổi? Còn bao nhiêu tuổi? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Còn bao nhiêu tuổi? Also bao nhiêu is wie viel? Mal tuổi. Mal hai. Nein, mal. Mal. Warte, lass mich überlegen. Was? Chin. Und dann 8. Ja, con 18 tuổi. Echt? Ja. Nein. Was? Con 18 tuổi. Con 18 tuổi. Con bao nhiêu tuổi? Keine Ahnung. Con bao nhiêu tuổi? Was? Wie alt con bao nhiêu tuổi? 13. 10. 10. Mười... Mười chín. Ba. Yeah. Con 13 tuổi. Chắc lắm. Con 13 tuổi. Ok, bao nhiêu? Bao nhiêu is... Wie viel? Châu bao nhiêu tuổi? Yeah. Châu bao nhiêu tuổi? Mười ba. 13 tuổi. Con 13 tuổi. Warum muss ich sagen? Wenn Kevin dich fragt, dann sag... Nein, wenn ich frage. Also, wenn du mich fragst, dann sagst du, bao nhiêu tuổi? Nein, wenn jemand anders. Wenn du jemand anders, wo du nicht kennst, dann sagst du, bao nhiêu tuổi? Wenn ich jemanden kenne, dann musst du gucken, wie alt er ist, zum Beispiel Papa. Dann du jünger. Jünger, dann sagst du, bao nhiêu tuổi? Ja, und also, was würde ich jetzt sagen? Bao nhiêu tuổi? Und bao nhiêu tuổi? Du musst Kevin annennen. Nein. An bao nhiêu tuổi? Weil er dein großer Bruder. Nein, der ist kleiner. Oder on bao nhiêu tuổi? An bao nhiêu tuổi? Ich sag Kevin. Was hast du gefragt? Ja, wie alt du bist. Ja, du bist schwierig. Was? Con 18 tuổi. Con, du darfst nicht con, sondern du... An 18 tuổi. Genau, an 18 tuổi. Hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ cái bữa ăn rất là đơn giản của gia đình mình, bữa ăn trưa với lại gà kho gừng, salad và giá xào, rau sống. Bình thường thì mình chỉ làm một món thôi, nhưng mà tại vì hôm nay thì mình gom hết trong tủ lạnh ra, có gì mình nấu hết, bởi vì ngày mai thì nhà mình đi chơi. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt.